Ra đi Dạ nha anh nghĩa. gần đây mà. Được hả? Dạ anh gần đây mà. Đừng lo nha nghĩa. Rồi, để đi vậy nha, Quýnh đừng lo nha. Đây rồi. Đây. Gì? Đây. Ông móc năm là anh được. Giờ thôi đấy. Cho cái gọi đi. Chút màu đó. Rồi đi. Mới sẽ tìm lại vậy. Sáng mình nó gọi chỗ mà nó hẹn em qua dịch qua Long Thành quấn kêu lên đây quấn nó lên đây không có quấn nó không chuẩn vào quấn qua dịch là ngày mai là qua dịch rồi đó mà qua dịch cũng lâu không ngờ đâu dịch hôm nay được đi đời phố mới làm được gì anh tâm anh nghe là giống như nó nói lỏng thôi, có những cái chỗ nào mà chưa có dịch đó thì nói lỏng ra, còn những nào mà có dịch là vẫn là cũ rồi. Đúng rồi, không có phải mấy cái vùng như thành phố là nó dịch nhiều á, mỗi sổ số sao ta sổ số có sổ sổ số chưa nói ra thì nó đâu có được là chừng nào nói ra. Sao mấy cái đại lý nó đang ấy hết trơn, đang chuẩn bị hết trơn rồi. Chuẩn bị thôi chứ chưa có phát hành thông báo rồi. Giờ này chưa có tin gì là em nữa hả? Được đâu. Tối nay tại vì không giờ hôm nay thì mới hết hả? Ờ, hết ngày này. Không giờ hôm nay thì nó hết rồi. Ghê lại. Thì chiều nay nó có kết quả cho mình. Không bán nữa là sáng rồi. Không ghê chứ. Thank you.
Thank you.
giờ anh đóng không đóng tiếp được, bây giờ cứ tổng thôi. Chắc chắn là có cách xây nhà. Dịch này có làm ăn gì không? Dịch này có làm ăn cái gì không? Quán nè, ai gì? Tôi gọi mọi ai, nóng nha. Nên đâu rồi, chạy xe hả? Hello. Chạy ở đường hả? Hay chừng nào dừng lại gọi cho tôi. Nghe không? Thì hỏi thăm xíu chuyện anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trai mà cái gì đâu.
Thank you.
Văn chấp nghĩa gì? Một phút hả? Là động. 5 phút 4 phút mà. Quên được rồi. Chút nữa ra. Sắp tới mùa giả rồi là phải luyện để đánh giả rảnh chứ không phải luyện đánh giả cho mình lệnh là gì đây bày coi bún gì không nổi đè lợi gì để bún chết sao
đi xu ha. Dạ. Dạ. Anh vô năm đi xu cũng được. Dạ. 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 Lòng thành quà được đúng không? Đúng rồi, thì cái giá không phải ra lợi để cho em chia về chứ. Lòng thành quà sao được? Tội em đó, đúng không? À, biết điều chạy đi chứ đừng đứng đó. Để buồn. Đừng làm cái buồn. Mà tôi khổ mến suốt quãng đời còn
xe đổ không? Cậu thiệt đẹp như đi nước Pháp bắn lên lấy xài không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.